Hello, mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nhà mình có cái TV Sony, hôm nay nó lại ra bệnh các bạn ạ. Mọi ngày thì vẫn xem bình thường. Hôm nay thì bật lên thì nó lại có sọc. Rất nhiều sọc dọc các bạn ạ. Sọc xanh, sọc đỏ, sọc vàng. Rất nhiều sọc. Không thể xem được. Không có hình mà không có tiếng. Đây là một cái TV Sony mà mình đã mua cách đây 8 năm rồi. Nó có cái series là 42W700B. Cái thời 2014 thì xem cái này cũng tương đối ok các bạn. Mình lúc đó là cái TV nó cũng không được nhiều lắm mà nó chưa hiện đại như bây giờ. Nên mình sẽ mở ra mình đi mua phụ tùng. Nhiều khả năng đây nó sẽ hỏng cái bo tê côm các bạn ạ. Đấy. Mình đã đi ra chợ rời mình mua một cái bo tê côm như thế này 1.0 để mang về để thay thay xem nó như thế nào các bạn nhá, xem có sửa được không. Đây, cái bo tê côm zin của nó đây các bạn ạ, nó bị nổ vai IC. Đó, mình đã mua một cái bo tê côm mới về thay vào đây. Đó. Đây là cái bo tê côm mới, là cái bo 1.0. Hai cái có kích thước gần giống nhau, kích thước bằng nhau các bạn, kích thước bằng nhau. Đây, cái zin của nó là T42. Đây, mình đã che cáp này, mình đã che đây. Đó, để mở led dưới cáp xong tắp gỗ này. Che đoạn này. Đó, che đoạn này đi. Bây giờ nói chung là mở ra là đã ok rồi. Là mình đã đóng máy lại và mở lên cho các bạn xem nhé. Đó, sau khi thay cái bo tê côm này thì dán băng dính bên đây 13 đường. Đó, rồi dưới này cũng dán 13 đường. Cắm nguồn lại. Đầu nó khởi động nó hơi chậm một chút các bạn. Nó lên nó bị lem như này. Hình nó bị lem như này các bạn. Đó, hình nó bị lem như này.
như là âm bản luôn các bạn. Nó lên hình và lên tiếng các bạn ạ, tiếng lên rất ngon lành, hình để lên để lem như thế các bạn ạ. Mình mở ra và mình sửa một vài cái chi tiết các bạn ạ. Trước hết là mình hàn dây tiếp âm từ T-com ra bên vỏ các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy một cái dây đỏ đấy, mình hàn vào cái điểm ở trong T-com và mình sẽ nối ra bên cực âm bên vỏ xem có được không nhá các bạn nhá. Đấy, trên cái cáp mình vẫn dán dùng băng keo dán 13 đường và từ bo T-com sang táp gỗ vẫn dán tiếp 13 đường nữa các bạn. Đó, dán vào cái góc bên phải đó để cho nó mở led. Đó, dán này thì led thì mở rồi nhưng bây giờ thì hình bị lem, như thế cũng không được các bạn, chất lượng không được, mình phải sửa như thế nào đó để còn xem được, chứ còn nếu không xem được thì cũng coi như là bỏ vô tuyến đi, bán đi. Mà thay cái màn hình này thì chắc cũng mất tầm 3 triệu 2 triệu các bạn ạ. Thì thôi, có lẽ là chắc cũng phải bỏ tivi thôi các bạn ạ. Thì giá những cái màn hình cũ bây giờ nó cũng, màn hình mới thay nó cũng khó, mà cũ thì cũng lại nhanh hỏng, mà mất hơn 3 triệu thì có lẽ là mình cũng đầu tư vào mình thay một cái mới thôi các bạn ạ. Bây giờ đã hàn cái tiếp mát cho bo T-com rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại để thử lại xem có được không nha các bạn nhé. Nếu không được thì mình lại tính tiếp, thì mình cũng không phải là thợ chuyên chữa tivi các bạn, cái này gọi là vọc vạch sửa chữa những cái đồ nhà mình thôi. Nếu mà nó được thì ok, còn chờ ngừa nó không được thì bắt buộc là mình lại phải tìm cái phương án khác. Thì tivi bây giờ nó cũng rất là rẻ các bạn ạ, nó rẻ nên là có thể là chúng ta cũng tính cái phương án là bỏ cái này đi, mua một cái tivi mới cho nó ổn hơn các bạn ạ. Đó, mình sẽ lắp lại, gắn cáp lại. Thì gắn cái bo T-com này là bo lai các bạn, bo lai nên là mình sẽ có một cái đầu chuyển đổi để lắp lại cái cáp cũ. Đoạn này thì mình tua đi cho nó nhanh, cho nó mất thời gian các bạn tí, có thể xem hình nó hơi giật một chút, các bạn thông cảm nhé. Đó, mình sẽ lắp lại xong xem lại cho nó có được hay không. Vì cái giật lem này thì cũng có lôi lúc nó không thành công đâu các bạn ạ. Vì cái hình nó xem nó như là hình âm bản ấy các bạn, xem không thể xem được. Đấy, mình sẽ lắp hết lại vỏ nhựa lại và sau đó thì sẽ dựng lên cắm điện, cắm cáp mạng vào xem là có được hay không. Mình cũng hy vọng là nó thành công. Và nếu không thành công nữa, mình sẽ xem sửa lại một vài chi tiết nữa, mà nếu không được thì cũng chuyển bạn này cho đồng nát thôi các bạn ạ. Đồng nát bán cho các thợ sửa lấy linh kiện. TV dùng được 8 năm này là cũng khá bền nha các bạn. Thông thường Sony thì chỉ 2 năm sau khi hết bảo hành mấy tháng là đã hỏng màn hình rồi. Bây giờ 8 năm mới hỏng màn hình thì như thế là mình cứ tạm gọi là khấu hao hết rồi. Xem cái TV này cũng là khấu hao hết rồi, không còn gì phải nuối tiếc nữa các bạn. Đó, mình sẽ lắp lại để cho các bạn xem thành quả như thế nào, có được hay không được. TV Sony mà cái đời này ngày xưa nó chỉ là TV Internet thôi các bạn ạ, nó không phải là Smart TV nên là xem mạng nó cũng rất là chậm. Bây giờ chỉ còn xem được vô tuyến này, xem kênh kỹ thuật số, kênh analog và xem YouTube. Nhưng mà đặc biệt cái đời cũ này các bạn ạ, xem bây giờ mở YouTube ra ấy, thì là nó toàn là chữ Trung Quốc hoàn toàn nha các bạn ạ. Thế rất là lạ, mà rất nhiều người phàn nàn trên cộng đồng mạng, phàn nàn là sao cái phần mềm này của Sony lại bị tiếng Trung Quốc nó can thiệp vào như thế này. Thì có lẽ là cũng hacker hay gì đó, hacker Trung Quốc hay là hacker của nước nào đó mà hack lên phần mềm này. Mà bây giờ thì
còn truyền lại cái định dạng mà lúc nhà sản xuất ấy, mặc định sản xuất nó vẫn lên, cứ lên tiếng Trung Quốc các bạn. Bây giờ các bạn sẽ xem lại nha, xem nó như thế nào. Không biết có thành công không, mình chờ đợi xem nó như thế nào nha. Nhưng nhiều khả năng được các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy chữ HDMI nó nét lên thế kia rồi thì nhiều khả năng là được các bạn ạ. Đó, bây giờ đã chuyển sang màn hình YouTube là cũng đã trong rồi các bạn ạ. Trong rồi. Hồi hộp quá các bạn ơi, không biết có được không. À, được đấy các bạn ạ. Được đấy, sang YouTube bây giờ là thấy hết nhòe rồi các bạn. Hết lem rồi. Quay nó hơi chéo một tí đâm là nó bị loáng. Vì nó không vuông góc, cái màn hình này cái độ phân giải của nó chỉ full HD thôi. Nên là quay chéo tí thì có thể là cái giữa cái điện thoại của mình với lại cái nó không được đều các bạn. Chiếc TV Sony nhà mình này nó bị sập màn hình. Lúc đầu là nghĩ là hỏng màn hình các bạn ạ. Nhưng sau mà ra kiểm tra thì là nó bị hỏng cái bo T-com này. Nên mình đã mua bo T-com này về thay. Còn với hai sợi cáp từ bo T-com này, hai sợi cáp từ bo T-com này xuống tab gỗ thay hai sợi cáp nó. Và khi thay xong cái bo tê con này thì bắt đầu nó bị lem hình các bạn ạ. Đó, đó mình phải che 13 chân của cái cáp vào này, phải che 13 chân vào bên này các bạn, che 13 chân và sau đó thì nó lem hình. Lem hình thì sau đó là phải giật cái lem hình đó. Mình đã gắn một cái vào cái chân set và rồi nối xuống mát thì nó sẽ hết. Và bây giờ thì hình nó rất đẹp như thế này các bạn, cũng gần được như là mới. Tất nhiên là hình nó không đẹp như nguyên bản nhưng như thế này cũng là xem được rồi các bạn ạ. Hôm nay làm cái video clip này, mặc dù là mình không phải là thợ sửa chữa TV và điện tử
nhưng mà những cái này thì cũng có biết một đôi chút, đó là tự đi mua đồ về và tự sửa. Thì bây giờ thành quả của nó là cũng đã ok rồi các bạn nhé. Mình làm cái video giới thiệu này mong các bạn là ủng hộ, và các bạn thợ thì xin lỗi các bạn là các bạn đã kinh nghiệm rất nhiều và giỏi rồi, và các bạn cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Nhưng đây thì mình chỉ bằng những cái đam mê về điện tử và những cái hiểu biết cá nhân và tự mày mò tự làm được nó như thế này và chia sẻ với các bạn, để mong muốn là những cái này chia sẻ thì để chúng ta đều có cái sự hiểu biết tốt hơn. Video của mình đến đây là hết. Chúc các bạn luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và an nhiên. Các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, ấn nút chuông, nút like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào.